Chào tất cả anh em, mình là Tài Bất Độ. Hôm nay mình độ cái bô SC Project cộng cổ lối slip-on lên con Yamaha R15 màu xanh GB. Trước mình cũng độ mấy con Yamaha R15 V3 rồi, mà chỉ là màu đen nhám thôi. Anh em rất thích màu đen nhám, nhưng con này là con màu xanh GB. Theo cái con mắt của mình ấy, thì là mình thấy con xanh GB này đẹp hơn con đen nhám. Mỗi người một mắt thôi. Mình thấy màu xanh GB kết hợp với màu ghi bạc này rất đẹp. Nó giống mấy siêu xe R6 với cả R1 hơn. Anh em nghe thử tiếng bô chút nhé. Cái con R15 V3 này thì nhà sản xuất đã sản xuất sẵn một cái bầu hơi này, bầu hơi nhỏ thôi. Nhưng bầu hơi này không phải có bông thủy tinh trong mà nó chỉ là những cái tổ ong ấy, nó như kiểu cái tiêu tổ ong thôi. Nhưng mà nó cũng cải thiện được âm thanh khá nhiều khi anh em mình độ bô. Độ bô con này nếu mà anh em muốn nhỏ hơn nữa thì có thể lắp bầu hơi ô tô cạnh cái bầu hơi zin này của nó. Nhưng mà như thế này theo cá nhân mình là ok rồi. Anh em nào muốn trầm ấm nữa thì phải lắp thêm bầu hơi nữa thôi. Con R15 này thì chắc là con đầu tiên trong phân khúc Sport được trang bị thụt upside down. Anh em nhìn này, thụt upside down rất ngầu luôn. Cái con CVR150 đời 2016-2017 cho dù giá nó hình như là đắt hơn cả con R15 V3 này, nhưng mà cũng không được trang bị cặp thụt upside down. Tay lái thì con này được trang bị tay lái slip on. Thì nó cũng bình thường những cái con khác ấy, thì là tay lái sẽ bắt ở trên này này, thì làm nhô cao hơn, thì con này nó lại bắt ở dưới, slip-on ở dưới, nhưng mà cái phần này nó vẫn nhô cao lên, thì là con này Sport City mà đi nó sẽ nhạt hạ hơn rất nhiều. Bảng đồng hồ thì là màn hình LED rất to luôn, hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật. Con này hiển tỷ số luôn đây này. Ở đằng sau nó thì được trang bị hệ thống đèn hậu full LED và hai hốc gió ở đây. Mình cũng không biết để làm cái gì, nhưng mà cái tác dụng nó làm cái gì, nhưng mà nhìn nó rất đẹp. Cho là nhìn nó khí động học hơn, thì khi anh mình đi nhanh nhé, gió nó sẽ luồn qua khe này đi thoát đằng sau. Nó khí động học rất nhiều và nhìn nó cũng đẹp mắt hơn. Bình xăng thì nó được cải thiện là bình xăng rất to rồi. Bình xăng đời V1, V2 thì rất bé tí luôn. Nhưng con này đã to, nhưng mà đây chỉ là ốp anh em nhé, không phải là bình xăng sắt đâu. Tất cả đây chỉ là ốp. Đó, đây là hốc gió. Em thông cảm nhé, kia đang có đại chiến. Chắc là review dừng đây luôn. Cãi nhau hơi to. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.